Bất ngờ trước phiên xử vụ bé gái bị hành hạ tới chết, kiến nghị đổ tội danh người cha, bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Không đồng tình với tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã có kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội danh đối với Thái. Theo lịch xét xử, ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm đối với cặp tình nhân Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, về tội giết người, hành hạ người khác, và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Trước khi phiên xử diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé Nguyễn Thái Vân A, đã có kiến nghị với ông Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội danh từ hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Theo luật sư Nữ, qua kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera đã xác định Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã dùng roi, cây kim loại đánh bé An vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Những lần của ngày 7 tháng 12 năm 2021 và các ngày sau đó, Thái đều chứng kiến Trang đánh đập bé A, cũng như cùng với Trang chửi mắng bé A, kể cả vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Thái cũng chứng kiến qua camera, ngày 11 tháng 12 năm 2021, Thái cũng cầm roi đánh vào đầu bé A. Từ trích xuất camera cho thấy, cả Trang và Thái đều đã dùng roi, ống kim loại, cây gỗ trực tiếp đánh vào đầu và các vùng khác của bé. Đây là chứng cứ vật chất chứng minh hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé A là một trong các quan hệ nguyên nhân, hậu quả dẫn đến tử vong cho bé A. Hành vi này đã cấu thành tội giết người, có tính chất man dợ, còn hơn cả thời Trung Cổ. Không phải là hành vi hành hạ người khác, đây cũng là chứng cứ vật chất phản ánh động cơ phạm tội đê hèn, tàn độc, đánh đập vào cơ thể trẻ em trần truồng, bị quỳ gối, bị trói tay chân. Mục đích phạm tội là cố ý. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức, thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm. Hậu quả của hành vi phạm tội là một trẻ em 8 tuổi đã chết. Luật sư Nữ nhấn mạnh trong bản kiến nghị, trước chuỗi hành động này của Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Nữ cho rằng Thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của bé A. Vì vậy, luật sư Nữ kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra, thay đổi lại tội danh của Thái. Theo truy tố, cháu A là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hát. Trong quá trình chung sống, do nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên tháng 8 năm 2020, Thái và chị Hát ly hôn, Thái được nuôi cháu A. Đến tháng 9 năm 2020, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topaz 2, Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh. Khoảng tháng 10 năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A học trực tuyến tại nhà. Thái giao cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm. Trong thời gian từ ngày 7 tháng 12 năm 2021 tới 22 tháng 12 năm 2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại, ống nối của máy hút bụi, đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình, nhưng anh ta không can ngăn mà còn cùng người tình đánh đập, hành hạ bé A. Đỉnh điểm là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Sau nhiều tiếng bị dì ghẻ hành hạ, bé A đã tử vong trước khi tới bệnh viện.